Sáng nay ngày 28 tháng 9, tức là ngày 9 tháng 8 âm lịch thì vòng chung kết lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn Hải Phòng đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Và những ai có mặt tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn thì đều đã được mãn nhãn với những trận đấu gay cấn, kịch tính và đầy tinh thần thượng võ của các ông Châu. Đây là cách gọi theo người dân địa phương. Và chính điều đó đã khiến cho nhiều khán giả từ khắp mọi miền Tổ quốc về tham dự sự kiện này thì không rời khỏi chỗ ngồi dù phải chịu đựng cái nắng gay gắt 35-36 độ C đến hơn 12 giờ trưa. Vâng, và chiến thắng năm nay thuộc về ông Châu số 20 của nghệ nhân Lưu Đình Tới đến từ phường Vạn Hương. Và nhiều người nhận xét là Châu vô địch năm nay thực sự là một đấu sĩ kiên cường dù không có nhiều nổi bật về vóc dáng. Đặc biệt là chủ Châu tiết lộ từ nhiều tháng trước thì ông đã có những giấc mơ Châu của mình sẽ giành chiến thắng. Châu vô địch còn có gì đặc biệt nữa? Chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của nghệ nhân Lưu Đình Tới. Trước ngày thi đấu, nghệ nhân Lưu Đình Tới không lúc nào rời ông Châu của mình. Ông Châu này được ông Tới mua về từ Đắk Lắk hồi tháng 10 âm lịch năm ngoái, ngay khi lễ hội Chọi Châu 2016 kết thúc. Chế độ chăm sóc được ông cho biết cũng bình thường, không có gì đặc biệt so với các chủ châu khác. Theo như quy trình thì hàng ngày vẫn là chăm sóc và tắm rửa và cho về chuồng. Nhưng khác biệt với mọi ngày thì những ngày đã chuẩn bị vào vòng chung kết là những ngày thi đấu thì chúng tôi có những sự chăm sóc tốt hơn. Luôn cho trâu no đủ, đặc biệt là mùa đông cần giữ ấm. Chế độ bồi bổ chỉ là cho trâu ăn nhiều cám, thêm vitamin B1 và uống nhiều nước mía. Chế độ tập luyện thì cho trâu lội ruộng, bơi sông. Quan trọng nhất với ông chính là tạo ra sợi dây gắn kết giữa chủ và trâu. Thì người và trâu là một. Thì trước hết, trong những ngày tháng mình gần gũi, chăm nom thì mình cảm thấy đây thân thiện như một thành viên cũng như một người bạn. Mình vuốt ve, tắm rửa cho ông ăn từ những cái cọng cỏ hay là ngọn mía. Bước vào vòng chung kết, Châu số 20 tỏ ra vô cùng điềm đạm, dù không phải là chú Châu nổi bật về vóc dáng hay có những pha húc móc hiểm hóc, nhưng Châu số 20 lại rất lì đòn, luôn đưa ra những miếng đáp trả đúng lúc. Thêm một chút may mắn, cuối cùng Châu số 20 đã mang về cho người chủ chiến thắng đầy thuyết phục. Thật sự là rất là hạnh phúc, ông Châu đã cống hiến hết mình để cho gia đình tôi, phường tôi và những người dân Đồ Sơn một trận chung kết thật hay và thành công tốt đẹp. Sau khi giành chiến thắng, ngày mai ngày 10 tháng 8 âm lịch, Châu vô địch sẽ trở thành vật hiến sinh với hy vọng sẽ mang lại nhiều may mắn cho những người dân vùng biển Đồ Sơn.